quen với các bạn nhỏ ở tại Hà Nội, thì là mình sẽ cùng là tạo một cái trụ bằng giấy nhá không? Thì là mình sẽ làm một cái thí nghiệm STEM, mà mình sẽ làm một cái trụ bằng giấy và có ba loại trụ khác nhau. Đúng không? Các con có thể trong trụ này là trụ hình gì? Tam giác. Tam giác. Đúng rồi. Là tiếng Anh sẽ là triangle prism, đúng không? Còn trụ này là trụ hình tròn, đúng không? Thì con biết tên tiếng Anh trụ hình tròn này là gì không? Không. Đấy là cylinder. Con còn nói lại với cả cô Hồng nữa. Cylinder. 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 Rồi còn đây là trụ hình gì? Chữ nhật. Chữ nhật, đúng rồi. Thế thì tên tiếng Anh sẽ là rectangle prism. Thế theo con là, tức là mình sẽ làm một cái trụ mà có thể đỡ được sắt. Tức là con thường sắt lên xem là cái trụ loại nào, hình nào mà có thể đỡ được nhiều sắt nhất. Đây sắt hả? Đâu, cái giấy này là mình sẽ để làm ba cái trụ cho mỗi một loại, con hiểu không? Thế đấy thì theo con thì trụ nào sẽ là đỡ được nhiều sắt nhất? Cái này hình tam giác hay là cái hình tròn hay là... Anh chị nhận ra sao? À, chị hình tròn á. Đâu để tầm con nào về cả cô Hồng, tại sao cái trụ hình tròn lại là đỡ được nhiều nhất theo con, tại sao? Tại vì con cứ nói thế là tại sao theo con, tại sao nó sẽ là đỡ được nhiều nhất? Tại nó dày. Dày hơn à? Thế con Nam tại sao con? Thôi thế thì lúc nãy là mình còn nói là mình Bi có đoán là cái trụ hình tròn này theo con là sẽ đỡ được nhiều sắc nhất đúng không? Thế còn Na thì đoán là trụ hình hình chữ nhật nhờ. Thế thì bây giờ mình sẽ làm. Thì nguyên liệu thì là gồm có là kéo này bằng dính lên để lúc mà mình gập hình giấy ấy, thì xong rồi mình dán lại thì nó mới thành cái hình như thế này được, đúng không? Thế thì bây giờ là mỗi bạn sẽ chọn một màu để gập. Mình là trụ là mỗi một loại mình còn 3 cái, thì cô Hồng đã làm sẵn một cái rồi. Bây giờ mình cần 2 cái nữa cùng hình dạng. Rồi, thế thì con sang bên này đi. Rồi. Thế nha, con muốn là trụ hình con muốn làm trụ hình tròn hay là thế thì con sẽ làm trụ hình chữ nhật nhá. Thì là cô Thường sẽ hướng dẫn từng bạn một. Đây, thế thì cái này thì con sẽ đây, mỗi bạn cầm một tờ giấy. Đây, rồi. Con gập làm 3 lại. Gập làm 3. Đây, gập làm 3 này. 1 này. Rồi đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Xong rồi, gập vào. Đó, thành 3. Rồi. Con thành 3 chưa? Cái này là con thấy là nó chưa có cân nhau lắm đúng không? Thế thì con sửa lại chút không? Của con hình như là cân rồi đấy. Đó, đấy. Thế đến lúc mà con gập lại thì nó 3 phần nó hơi bằng nhau. Rồi, thế sau đấy con lấy băng dính. Rồi. Bây giờ đến lượt bạn của trụ hình Na của con dễ lắm. Con cứ cuộn như thế này thôi, xong con lấy băng dính con dán ra. Thế con cứ cuộn tròn đi. Tròn vào. Xong rồi mình sẽ lấy băng dính. Được không? Đây, còn của con ấy thì con gập làm 4 phần. Đây. Cô Thường sẽ gập cùng với con. Đây gặp làm 4. Đúng rồi, giỏi lắm. Xong rồi Na ra lấy băng dính ở chỗ anh Bi kìa. Bi. Đấy. Con tên là gì? Minh Phương. Ở Minh Phương chia 4 đi con. Ôi, ít thôi con. Đúng rồi, một bạn rồi. Thế bây giờ con cắt mỗi đoạn băng dính con chỉ cắt từng này thôi. Con không cần thêm cái đấy. Đấy con chỉ cần cắt từng này này. Đó. Sau này con biết làm cách nào mà lấy được nhiều không? Thì con cứ để đây xong ai cần lấy thì sẽ lấy. Đó. Keep going. Good job. Rồi, để đây. Đó. Đúng rồi, giỏi thế. Nhưng con giỏi thế. Đúng rồi. Bây giờ gặp 4 này. Đấy, Na có băng dính rồi con. Con dính vào đây đi. Đó. Giỏi ghê. Đó. Xong rồi con mở ra. Thế là con gập. Đây. Thế là nó sẽ thành hình chữ nhật. Đó. Thì là con lấy băng dính con dán ra đây này. Đây. Con mở cái này ra như thế này. Giỏi. Đó. Đúng rồi. Con mỗi cái con chỉ cần dán 3 cái thôi nhé không. Đây như cái mẫu này này. Con nhìn cái mẫu này này. Chỉ có 3 cái thôi. Đó. Na làm được không? Giỏi. Con để đây, con làm thêm một cái nữa đi. Tại vì mỗi một loại trụ là cần 3 cái. Đây. Đây đây đây, băng dính để đây này. Ô hết rồi à? Thì con lấy thêm đi. Đưa đây. Lại làm lúc nãy.
là con để một đoạn dài, xong rồi con cắt dần cho mọi người. Rồi, thế. Rồi, đó. Rồi bây giờ Minh Phương con ra lấy băng dính đi, xong rồi con dính nhá, cái này là. Là làm trụ xong rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ phải dọn cái bàn này đi. Bây giờ một người bây giờ mình phải cất băng dính, cất kéo đi, không thì gõ lắm. Rồi. Rồi cất đi. Sau này mình sẽ để cái trụ vì nó là trụ ý, thì là mình sẽ để ba góc như thế này. Rồi, đi đâu? Đấy, đi đúng không? Ra đây con. Chạy nhanh chân lên. Nào, con để ba góc như thế này. Đó, để như thế này. Trong lưng. Để ba cái. Rồi, thế. Xong rồi đây nữa. Các con chỉ lấy áo linh tinh ạ. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mang sách ra đi. Mang sách ra từ quyển 1. Đây ạ, quyển 9 hay. Đâu, bây giờ mình theo con là nên để cái quyển đâu, cái này mình chưa sao sẵn sàng này. Mình cho con dàn ra ba cái đi. Đâu, đâu, con phải để một cái quyển mà nó to bản trước. Rồi à. Con để cái quyển to bản trước. Không, quyển này. Nó mình nó phải là quyển to bản để nó có thể che được hết cả ba cái trụ này. Con đây này, bây giờ lấy cái quyển to bản này. Đây. To bản ấy, thật là to bản. Đúng rồi. Rồi. À có gì cũng cần phải to bản này. Rồi, đó. Tiếp đi con, tiếp đi, tiếp đi. Rồi, quyển to bản mình để dưới trước đây. Đây. Ôi, nặng thế à? Cái gì đấy người ta? Con đừng có lấy quyển dày vội để mình thử đã, mình phải test này trước đã. Gọi là kinh. Đây. Rồi tiếp, lấy quyển to bản đi con. Đây là phải dày đâu, đúng không? Đúng rồi. Này, chưa để đó, cho mày. Mình như cái cậu đang working à. Đấy. Cái cậu đang working. Xong này à? Rồi. Đây. Để xem là cái trụ nào, cái trụ nào sẽ là có được nhiều sách nhất nha. Ôi, cái quyển đấy dày quá, con để từ từ thôi. Thế là coi như là trụ tam giác là bị đổ đầu tiên đúng không? Bây giờ còn trụ này vẫn lấy này, tiếp tục trồng lên. Đó, từ từ thôi nghe con. Rồi đây, con để cả sang cái này nữa, trụ tròn nữa. Đó, thế là con này, cái trụ này là bị loại rồi đúng không? Rồi, bây giờ để chỉ còn trụ này thôi. Cái trụ hình tam giác là được mấy quyển? 4 quyển ạ? Con có để ý không? No, phải đến 3-4 quyển ấy. Cái trụ hình chữ nhật thì là mấy quyển? Con cho mình chứ không? Từ, đây. Để mình đếm nha, mình cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, để 3, để có không đếm con? 5, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alright. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wow, hold on. What the? Wait, hold on. 20, let's see. Wait. Con nghĩ là nó sẽ đổ hay là nó sẽ đổ? Con thấy cái thằng con nghĩ là thác nó đổ à? Để xem thì con. Không, con không nghĩ đấy, con nghĩ là nó đổ. Nhưng mà Trường Thủy lúc nãy con đoán đúng là cái thác trụ hình tròn là là chắc chắn nhất đúng không? Con không nghĩ là nó đổ. Wow. We should take a picture. Let's take a picture first. Okay, 21 quyển sách trên cái trụ hình tròn này. 22. Để tiếp nhá. 23 tiếng Anh là gì? 23. Let's see how many it will collect. 23, 23 rồi này. 24 nữa. Wow. 24. Thì thấy không? Thấy không? Đừng có sợ mà con. 24. Rồi, để xem nào, từ từ đã. 25. 26. Wow, cái tháp của mình cao không? Con thấy cái tháp cao không? Tháp cao hơn người con rồi đấy. Đúng là wow. Cao. Wow, wow. Cao hơn người con.
What is it? 26? Yes. 26? 27? 28? Ooh. What the? What the? Impossible! Wow. 29? 30? Wow. 31? 32? 33? 34? Make it quick, like in a month, no? Wow. Rồi bây giờ các bạn đang xếp sách lại vị trí ở trên giá sách nè. Rồi mình đã lấy tổng cộng ra bao nhiêu quyển sách ấy nhỉ? Phải hơn 40 nhiều đúng không? Phải đến tầm 50 quyển sách ấy nhỉ? Rồi bây giờ các bạn đang xếp sách lại đúng vị trí ở trên giá sách. Rồi xong mình sẽ cùng nói về cái thí nghiệm STEM ngày hôm nay nhá. Sau khi mình đã dọn dẹp sạch sẽ xong để sách đúng lại vị trí. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu là tại sao cái trụ hình tròn lại được nhiều sách nhất nhỉ? Đỡ được nhiều sách nhất nhỉ? Theo con tại sao? Vì nó hình tròn. Hình tròn à? Đúng rồi. Thế tại sao hình tròn nó lại đỡ được nhiều nhất? Vì nó hình tròn. Tại sao? Vì nó nhẹ cân. Nhẹ cân hả? Con có biết là tất cả ba cái màu giấy này là khác màu nhưng mà cùng là một tờ giấy, cùng là một trong một cái bao, tức là trọng lượng của nó như nhau không? Tức là mỗi tờ là nó trọng lượng như nhau, nó không khác gì cả. Cái này nó cũng không nặng hơn là cái này đâu, mà nó đều là như nhau hết. Mà tại sao nhìn cái hình dáng nó xem, tại sao con, theo con tại sao cái hình tròn lại đỡ được nhiều nhất mà cái hình tam giác lại đỡ được ít nhất? Tại vì cái của nó, cái phần này của nó nhỏ. Tức là bây giờ nha, mình sẽ cùng tìm hiểu nhá. Con để ý nhá, tức là cái hình tam giác này thì là cái nó cái cạnh đúng không? Nó gọi là edge. À, tại cái nó cạnh. Chính xác, giỏi. Thế high five. High five, yeah. Cái này là nó có nhiều cạnh. Đây này. Cái nào là đồ đầu tiên ấy nhỉ? Cái này là cái hình tam giác, đúng rồi. Thì là nó càng càng là không phải càng không có cạnh ấy thì là nó sẽ đỡ cái trọng lực của nó phân đều ra ấy, thì là nó sẽ đỡ được nhiều hơn, con hiểu không? Thế nên là cái này là nó chính vì là nó có cạnh như thế này ấy, nên là nó sẽ không có đỡ được cái tải trọng nặng. Cái chính vì hình tròn ấy là nó không có cạnh nào cả, nó tròn ấy, thế nên nó phân bố. No, đây là tại vì lúc nó đổ xuống ấy thì là nó như thế, chứ còn lúc đầu là nó tròn, nhớ không? Lúc mà mình làm nó tròn mà. Thế bây giờ con biết tại sao rồi đúng không? Thế thì con sẽ để ý là nhà ấy. Nhà ấy. Đúng rồi, chính xác. Cái cột nhà ấy, tất cả những cái building, những cái tòa nhà là người ta sẽ xây cột, đúng không? Ở những chỗ nào con sẽ nhìn thấy cột, cái cấu trúc cột như thế này này. Con có nhìn thấy cột hình chữ nhật nữa. Ừ, nhưng mà ít hơn là cột hình tròn đúng không? Đúng rồi, giỏi lắm. Thường thì ra có rất là nhiều ý kiến đóng góp hay. Thế là bây giờ là mình đã biết là tại sao là cấu trúc cột, hình cột tròn ấy là được dùng nhiều nhất. Tại vì nó sẽ đỡ được làm sao nhiều nhất. Tốt nhất và nhiều nhất đúng không? Chứ không phải là ít nhất. Thế nên là người ta sẽ chọn cái cấu trúc, chọn cái cột trúc tròn là để đỡ được nhiều nhất trong kiến trúc. Rồi, giỏi lắm. Cảm ơn các con đã tham gia cái thí nghiệm STEM ngày hôm nay. Thế hôm nay là con đã học được điều gì từ cái thí nghiệm STEM này? Con học được cái điều gì? Không nhớ là con thích nhất cái gì vậy? Hả? Con không biết nhỉ? Thế ai muốn phát biểu con học được điều gì con thích nhất? Con học được là cái cột hình tròn nó đỡ tốt nhất. Đúng rồi. Thế con học được cái gì? Nam thì con học được cái gì? Con không biết. Con học được là
Rồi, cảm ơn các con nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái thí nghiệm STEM tiếp theo. Và hãy theo dõi kênh YouTube và trang học tiếng Mỹ tại nhà thường xuyên. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.